Mắm cá lóc. Đây. Mắm này là bạn của mình ướp ở nhà, rồi tự làm mắm ở nhà chứ không có mua ở chợ. Thành ra là nó đen nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chế biến món mắm cá lóc chưng với thịt ba chỉ hay là thịt ba rọi ha. Mời các bạn cùng mình vào bếp. Bây giờ chúng ta chế biến nha các bạn. Đầu tiên là cắt nhỏ cái mắm và cái đã. Để về to, chừng nào chín này cắt cái làm tư đi. Với mắm thì cũng đơn giản nè các bạn, củ hành tím, gốc hành lá và thịt ba chỉ. Bây giờ chúng ta sẽ thái nó ra nha. Thịt ba chỉ chúng ta thái miếng vừa ăn. Thịt ăn mỡ dày mỏng thì tùy mỗi người thôi. Rồi hành lá cắt chừng 2 cm. Rồi bây giờ chúng ta ướp thôi. Rồi món này ướp cũng đơn giản thôi các bạn. Để chúng ta cho thịt vào trước, đắp ở dưới đá tô. Rồi ta chất mắm lên. Đẹp rồi các bạn. Do mắm nó mặn sẵn rồi chúng ta sẽ không thêm muối nha các bạn. Khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt.
6 muỗng đường. Rồi, như thế là xong. Chúng ta đi hấp thôi. Chờ đợi mắm chúng ta chưng chín, chúng ta chuẩn bị gạo các bạn. Đây, hôm nay gạo vợ mua được những thứ như sau. Thứ nhất là húng lủi, thứ hai là húng tép, thứ ba là húng quế, thứ tư là xà lách mỡ, thứ năm là dưa leo. Và ăn mắm thì không bao giờ thiếu được chuối nha các bạn, tại vì mắm này những người mà đau bao tử hay là bao tử yếu đó mà ăn mắm thì rất là suy bao tử, thành ra chúng ta sẽ ăn kèm với chuối để nó cầm lại. Rồi giờ chúng ta đi chế biến nó thôi.
Rồi sau 1 giờ chế biến mình có tô mắm chưng rất là ngon các bạn. Mắm này thì cả nhà chỉ có một mình ăn à. Thành ra giờ mời các bạn nha. Rượu này là rượu ngâm từ trái dâu tầm ăn. Cái màu rất là đẹp các bạn. Ăn mắm thì phải có chua chát, cho nên uống thêm ly rượu. Nếu không thì mấy bạn mà yếu bao tử hay là bao tử yếu ăn cái này dễ đi lắm. Rồi mời các bạn nha. Đây rau mình sắp sẵn đủ hết, chuối, khế, dầu thơm, ủa là chuối, dưa leo, dầu thơm, cải, salad. Đây chúng ta quậy quậy cho nó tan đều ra. Rồi ba gọi nè, là một miếng mắm nè. Rồi rất là ngon, cuốn lại nhảy 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 nhảy. Rồi chấm vô tô mắm nè, lấy nước nè các bạn. Ngon, quá ngon các bạn ơi. Lâu rồi mình mới chưng mắm ăn lại. Rồi mời các bạn nha. Ngon. Nó có mùi đặc trưng của mắm, béo béo của ba gọi. Dùm quá, rất là thơm các bạn. Các bạn mà ngồi đây thì thôi, cái này kiếm thêm tay nữa nha, nhậu ngon lắm. Chung miếng cơm. Bữa nay nấu hơi ít cơm chứ ăn không đủ quá. Rồi chúng ta làm cuốn thứ hai nha. Tìm quá. Rồi muốn bà gọi cuốn mắm. Mắm chúng ta chưng cái nó gã rồi các bạn, khó gấp quá. Bây chúng ta dầm nó ra nước, chúng ta chấm vô nước nó ngon không. Đây miếng ớt, rau thì mình sắp sẵn rồi, đủ loại rau hết rồi. Cái như thế này là chúng ta gắp vào mâm thôi, quá ngon. À, có mồi rồi, mời các bạn nha. Tuyệt vời. Cá lóc này có xương. Các bạn về miền Tây á phải đòi ăn cho được mắm nha các bạn. Mắm thì có nhiều loại mắm, mắm cá lóc, mắm cá linh, mắm cá sặc, mắm cá cơm và nhiều loại mắm nữa. Cái này là đặc trưng của miền Tây. Rồi mời các bạn cái nữa nha. Nó sướng. Quá đã các bạn ơi. Ngon ngon ngon.
Quả đã. Trong các món mắm thì món mắm chưng này thì dễ làm nhất. Chúng ta thấy mình chế biến rất đơn giản. Thôi mình tạm dừng clip ở đây nha. Ăn nữa sợ các bạn thèm. Rồi, chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở clip sau. Bây giờ mình ăn cơm tiếp đây. Tạm biệt các bạn.